Lấy cái tựa đề hôm nay á là để cho mọi người dễ nhớ là mình nên chỉ có một cách duy nhất để mà giải mã cho toàn thế giới này, cho Nga, cho Ukraine, cho Trung Cộng, cho Việt Nam, đó là sư phụ Kiệt, Đức Thầy. Không biết mấy người đạo Công giáo có hiểu Đức Thầy là ai không? Đức Thầy là Đức Huỳnh Phú Sổ, Đức Phật Thầy Tây An ngoài miền Bắc thì không biết, Đức Huỳnh Phú Sổ nhưng miền Bắc lại biết là ông Trạng Trình đúng không? Còn người Trung Quốc thì không có biết ông Trạng Trình, cũng không biết Huỳnh Phú Sổ, thì biết ông Gia Cát Lượng đúng không? Còn mấy người bên mấy tăng ni, mấy Phật tử không có hiểu mấy cái không có biết mấy cái đó hết, không có biết Đức Huỳnh Phú Sổ, không biết Gia Cát Lượng, không biết thì phải biết đại hồi xưa Phật Thích Ca có nghe Đại Ca Diếp đó, thì cũng giống nhau. Chỉ có một mình sư phụ hôm nay xuất hiện là mới giải mã được còn cái nỗi u sầu và 7 tỷ người tâm đang xáo động sống như người mất hồn vậy, không biết chết nay sống mai, không biết tương lai cuộc đời sẽ đi về đâu, thế giới sẽ đi về đâu. Sửa kỹ thuật một chút, tới hôm nay cũng hơi xịn xịn rồi đó, bắt đầu biết làm ánh sáng đồ không. Thì thôi thì 3 phút mặc niệm mình khấn cho sư phụ xuất hiện nha. Sư phụ ơi, sớm xuất hiện rước con về, con ngồi đây con chờ sư phụ lâu quá rồi. Nói gì đâu không, nói quý vị cũng phải khấn vậy. Chỉ có Đức Thầy xuất hiện thì bây giờ mình mới nói chuyện tiếp tục được, mới thế giới nó mới đi vào trật tự, Việt Nam mới ổn định. Chứ không phải mình thắng bữa đá banh đó, mình thắng ai ta? Thắng Ma Lai hả? Cả nước chạy ra đường ăn mừng, từ mấy lãnh đạo ăn mừng mình thấy cũng vui lây á nghe. Đó chỉ là bandage thôi, là miếng băng keo dán tạm thời thôi, chứ đâu có gì đâu. Để vô cái đầu đề á, thầy nói mấy cái mình để mình tu học trong lúc này á. Hồi xưa Bác Hồ vĩ đại của chúng ta dạy gì ta, dạy gì, cái câu gì mà nhỏ kiệt đi học được nhớ thuộc lòng luôn á, là không có gì quý hơn độc lập tự do, đó không, nhân dân hạnh phúc nó ấm vậy đại khái. Thì bây giờ thời nay mình cũng nói Bác Hồ vĩ đại dạy mình không có gì quý hơn ngồi thiền và đọc kinh, thì quý vị nên hiện giờ chỉ có đường đó để cho giữ cái tâm nó bình an thanh thản. Chuyện đời được mất, có mất có thua là bình thường, có được có thắng, chứ công ăn việc làm cũng không có, chiến tranh thì sôi động. Bữa nay giá xăng ở Mỹ lên 8 đô mấy, gấp 4 5 lần. Tài chánh kinh tế sắp khủng hoảng. Lâu nay mấy clip kiểu đã báo động trước, bây giờ nó xảy ra hết trơn rồi đó. Kinh tế khủng hoảng, nạn đói đang xảy ra. Rồi sắp sửa Biển Đông dậy sóng. Thì bữa nay Kiệt đọc cái bài này để mà chứ những ai không có chi cứu trên online để lấy kinh điển xuống hết, thì coi cái clip này cũng nhớ được. Cái này cho những người giống như lâu nay không tin tưởng về tâm linh, không có tin tưởng Phật, Chúa, không tin tưởng các vị đang hiện hữu xung quanh mình, thì hôm nay bắt đầu hiểu được. Tại vì mới có nhiêu ta 3 năm phải không, cái trái đất này nó thay đổi cực kỳ 180 độ, ai cũng nhìn thấy rồi đó, thì không có thể nào là nói là cái chuyện bình thường được. Đó là cái chuyện phi thường của thời sàng lọc tận thế mà Kiệt đã báo động từ những ngày đầu, thì không ai hiểu được, không ai tin. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì chắc cũng có nhiều người tin tin, nhưng mà mình phải làm sao, mình phải đọc bài sám hối để Kiệt đọc nha. Thì mình mới quay đầu, thì cha trời mẹ đất á, mới rước mình
mới 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 cho mình qua cái sàng lọc. Tại sàng lọc là lọc cái tâm, coi cái đứa con này lâu nay nó nhiều tiền, nó ăn chơi xa xỉ, rồi bồ bịch, rồi đánh vợ đánh con, rồi ăn ăn thượng ăn trận, sân trước sân sau. Hôm nay biết được có tâm linh sát bên, các vị là đang lo cho mình từ hơi thở, từ công ăn việc làm, cho tới từ chuyện khi mình mất đi cái xác phàm và tài sản sẽ bỏ lại. Chỉ có linh hồn á thì cũng sẽ được các vị chọn đi về đâu, cái đó gọi là thanh lọc, mới là cái đó mới là quan trọng. Nhưng mà khi mình còn xác phàm á, mình biết những cái bài kiệt sắp đọc ra đó, nó sẽ thay đổi trong lúc đó. Nó cũng giống như thay vì mình không biết thì mình đi xuống bóng tối, còn hôm nay biết được những cái bài kỳ sắp đọc ra thì mình quay đầu lại, cuộc sống của mình sẽ